Xin chào các bạn. Lại là mình, Vinh đây. Lâu quá không gặp các bạn, nghe các bạn đề nghị làm thêm clip về review sản phẩm đúng không? Thì hôm nay, Vinh sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm cho các anh em không thích lòng vòng. Thứ nhất, bạn quá mệt mỏi khi mỗi lần chơi phải tính AB rồi xây bao nhiêu cộng. Bỏ đi. Này, dẫn các bạn đến Faction Chaos Demon, nơi các bạn không cần phải tính AB nữa. Ơi, xin chào các bạn. Ơi, hôm nay có sự góp mặt của một bạn, chắc các bạn cũng biết rồi, cũng xuất hiện trên nhiều clip rồi, cũng bị anh em chửi đâu nhiều rồi. Đây, quý vị. Và đây, xin giới thiệu, mình giới thiệu bạn là con Lận Thành ha. Really nigga. Okay. Con Lận Thành là một trong những nạn nhân bị mình test list demon các bạn. Thật ra là tại vì con bộ này ra lâu rồi mà mình chưa có làm clip review cho anh em, mà tại vì mình phải nghiên cứu đó anh em. Mình phải giả vài thằng để mình biết cái mạnh chỗ nào, giới thiệu cho anh em cái lối chơi. Ok. Thật ra mình để hộp này ở đây thôi, nhưng mà ra đừng mua hộp này mấy anh em. Cất đi, tập trung vô đây nè anh em. Nếu mà chơi đi mạnh rồi mình tập trung vô mấy con hàng này nè. Lấy cho anh ơi. Ê, con này tiếc là mình chưa có model, nhưng mà anh em cứ tập trung những con Raider đi mạnh thôi anh em. Thứ nhất mình có, đây là model của 1, 2, 3, 4, 4 con Raider đi mạnh của 4 Chaos God. Con có model ha. Và con đây, đây là con Belaco. Một một cái con gọi là Demon Queen đầu tiên. Thì bốn cái con này nó sẽ có những cái lối chơi nó khác nhau. Như là mình ví dụ nha. Thì Tờ Zin thì em biết là của con Lost of the Chain á. Thì nó là, nó có một cái option nữa là có thể làm ra được con Kairos. Quay cái mặt lại cho các bạn coi. Nó là hai option nha các bạn. Hộp này có thể làm Kairos hoặc là Lost of the Chain. Thì nói về đây thì các bạn biết màu xanh này trong 40k là màu xanh cắt phép, xanh biển. Thì nó là chuyên về cắt phép. Thì cái con chim này á, có nếu mà là option bình thường á, thì mình có thể bỏ điểm, mình upgrade cho nó được cộng 2 sidekick, 2 điểm vào sidekick test. Nhưng mà nếu mà là con Kairos á, thì nó sẽ được cộng theo số tên. Có nghĩa là tên 1 các anh em cộng 1, tên 2 các anh em cộng 2, tên 5 các anh em cộng 5 vô. Xì mai chết mẹ hết luôn. Nó xì mai, à quên đó nha, nó xì mai 36 inch nha các anh em. Thích cho anh em nào thích đứng ở nhà chửi vô mấy con đó chết mẹ luôn. Đây, thì nó chơi đây. Tiếp tới chúng ta có Khon. Khon, được cái là nó đánh rất là nhiều và đánh khá đau. Nó được cộng attack. Con này là có thể làm cũng hai option luôn nha. Một là có thể làm thành con Blood Tutor bình thường, hoặc là có thể làm thành con Scarban. Thì đám này nó nhìn là biết rồi, dễ lắm, chô thì cứ soạt thôi anh em. Cứ bành ra mình soạt thôi đúng không? Và anh em như là mình nhớ làm thì nó có một cái ability là nó sẽ roll 4 cộng deny tất cả các sai kích, không quan trọng là bao nhiêu luôn á. Có nghĩa là em bây giờ em có cap 12 smite, anh deny thì anh roll 4 cộng anh vẫn như bát cái đó. Strategy. Như là vậy á. Nhớ anh cũng hoàn thành cái này nhiều rồi. Rồi. Tới chiến binh một vú. Chiến binh một vú thì cũng hai option. Nó có thể làm ra được con Salacy Hellband nữa. Hoặc là con Keeper of Secret. Thì bọn này nó là cái kiểu line, nó vừa có phép mà nó vừa chém cũng đau. Và nó cực kỳ nó khó chịu ở chỗ là nó khó bị bắn trúng. Hình như là nó sẽ có trừ 1 to hit và trừ 1 to wound. Thằng này ăn hành nhiều biết đó, ăn hành. Thật ra các bạn chơi cái này á, bạn không cần các bạn chơi một phát thôi, các bạn đánh với nhiều người khác á, nhiều chơi nhiều phát rồi bạn đánh chừng vài ba trận rồi bạn biết phát kia chơi sao luôn á. Nên là anh em cũng tập chơi nhiều lên, gia chạm luôn nhiều lên, người nhiều thẹo mình mới thành công anh em. Con này chắc xả cả tỷ cái súng vô mà cũng không chết được quý vị. Đây, còn con này Thành ấp ủ mua bao nhiêu năm. Thành nó chơi đếp gạt các bạn, nhưng mà ăn hành quá, chuẩn bị nhảy phát rồi. Thì con này bụng phệ rồi á, loại phèo rồi á, đúng cái kiểu mà chém loại phèo mà không chết á. Nó gom ôm lại đến nó còn lại tích 9 nha các bạn. Tích 9 nhiều máu à, hàm mấy. Tích 9 hàm mấy, nhiều có feel pain. Rồi và nó có hình như là có hồi máu nha các bạn. Nhớ không lầm, nếu mình có lầm thì xin lỗi nha. Tại vì đám này thì nó, thật ra là nó cũng trong meta hiện giờ thì con này cũng ít được xài. Tại vì mấy con này nó khá OB á, nên là con này hơi ít người xài. Nhưng mà nó, nhưng mà cái quân của Nurgle thì nó chuyên về hold offset. Nó sẽ hold rất là lâu, tại vì quân của nó nói chung là khó giết á.
Nhưng mà nếu như đem con này ra giữa sân rồi làm cái nhiệm vụ là quát ritual thì nó cũng khá là trâu và gọi là đứng ở giữa sân để hấp thụ sát thương rồi cứ làm nhiệm vụ thôi. Hấp thụ tinh hoa. Rồi bây giờ tới Man đi. Đây nè, bạn của mọi nhà luôn các bạn. Bạn của kể cả Chaos Demon hoặc là những người nào chơi những cái quân Chaos luôn á. Rồi cái gì ta? Chaos Space Marine đúng không? Chaos Space Marine. Vẫn nhét được vô nha các bạn. Quá mạnh, quá OP. Thì như quên mình nói luôn nha. Đám này hình như là ba con, bốn cái con này á, trừ con chim ra là như là top 8 và top 9 hết. Con chim như là top 7. Và cái cơ chế mới nhất của tụi này á là cái Demon Say á, cái mà lúc đó mình đã nói lúc đầu video á, ở intro á, là anh em không cần quan tâm là AB chữ như cái mẹ. Nó chỉ có hai sếp thôi. Sếp bắn và sếp cận chiến. Thì người ta đánh vô anh em bao nhiêu anh em chỉ cần sếp theo đúng vậy thôi, không có ảnh hưởng tới cái sếp của anh em luôn. Nên nó cực kỳ trâu nha. Và bọn này hầu như là đa số đều có trừ một tu huyết hoặc là trừ một tu quân gì đó. Nên là cái việc mà nhận sát thương từ lúc cái hai cái lần roll đó nó sẽ giảm đi cực kỳ đáng kể luôn. Nên là rất là khó, mà có trúng á thì anh em xây cũng 50-50, không quan tâm. Chưa kể là cái này không được tính là invo xây mà là demon xây. Nên là các loại súng của tàu chẳng hạn xuyên invo á thì cũng miễn nhiễm với tụi này luôn. Là tụi này vẫn roll như bình thường, nó không quan tâm gì hết. Đúng rồi. Kể một lần nữa là bọn này hình như là sẽ có một cái trò gọi là tụi nó deep strike gần hơn chính linh so với những cái deep strike bình thường. Thì ở cái tầm khoảng nó sẽ deep strike dựa theo số leadership của bạn. Như bộ leadership của bạn 6-7 gì đó thì nó sẽ đáp 6-7 in. Hoặc là nó có thể đáp kế một cái unit có locate. Thì locate nó một keyword trong demon thì anh em mà tìm hiểu sâu không sẽ biết cái này nha. Rồi, nói tiếp về Belaka. Tại sao gọi nó OB? Nó có trừ 1 to hit, trừ 1 to wound. Có giảm 1 đam ta. Tùy trường hợp. Nhưng mà không nhớ lắm, nhưng mà có trừ 1 to hit, trừ 1 to wound là chắc chắn là có rồi đó. Kiếm của nó chém Seagin vô. Nha anh em, gặp nó là chặt nó thì nó chặt thì thôi, bốc là vừa. Có tắc ability nữa. Đúng rồi, quên cho tắc ability nữa nè. Đây tắc ability nè. Con của Slanet cũng có tắc ability nè. Chim thì nó có cáp nhiều cái phép lắm, nhưng mà đặc biệt chim ở độ chỗ là nó unit của nó có cái unit khá là OP. Thì cái này là cái unit súng lửa flamer của tụi nó. Thì anh em nghĩ coi D6 cộng 3 shot là một squad 5 con 9 shot súng lửa strength 5 AB chữ 2 đâm 1. Nhưng mà nếu cầm thêm một con exalted flamer hoặc là exalted chariot vô á thì nó sẽ cộng 1 vô nữa strength của súng lửa, nó là strength 6. Thì cái đám này nó có một CB là nó cho tất cả unit súng lửa đó bắn full shot là 45 shot. Thì 45 shot auto hit chỉ win thôi, win chắc sẽ 3 cộng. Con chim thì bản thân nó cũng có một cái gọi là cái phép cộng 1 to win roll. Thì là nó chỉ win lên 2 cộng thôi. Thì cái đám này cực kỳ OB luôn nha. Xịt là chết red note luôn nha anh em. Thì cùng lắm nó xịt red note là strength 6 xịt 4 cộng thôi. 45 shot thì em tính 50% thì cũng hai mấy shot là một đam thì AB chữ 2. Cái nó thường xây như ta, C3, C2. Thì anh xây 45 cộng chắc ngã sập á. Đó, chưa tính là nó cắt phép nhiều lắm. Nên là khá là khó chịu ha. Thì đó, như anh mà mình đã giới thiệu sơ ra, giờ mình sẽ hỏi về Thành một số cảm nghĩ sau khi ăn hành Demon. Không phải của riêng anh, còn nhiều người khác nữa cho em ăn đúng không? Đúng, em cho em ăn nhiều nhất nè. Rồi, Thành chia sẻ cảm nghĩ. Cảm nghĩ là ngay thân một là list demon có thể tạo áp lực cho bạn với 4-5 con quỷ có thể chạc thẳng vô nhà chính của bạn luôn. Xong rồi con nào cũng 20 máu mà top 8 rồi top 7 nên là bắn là cực kỳ trâu, mỗi lượt mà giết được một con thôi là cũng hay rồi đó. Trong khi hả, một con này có thể gọi là đam đau ngang các primate. Mà bạn cảm nghĩ tưởng tượng mà mới tin một mà có 4 thằng primate, 5 thằng primate đứng trước nhà của bạn á. Đó, còn về các list lẻ phòng thủ của nó thì có thể là bỏ các con pink horror hay blue horror vô. Mà các con đó thì mỗi lần mà mình bắn chết á, bạn roll 4 cộng thì có xác suất là có thể đẻ ra một con cấp thấp hơn. Nhưng mà giống như là cứ giết nó hồi sinh. Nên mặc dù là rẻ điểm nhưng mà nó cứ trâu bò, nó cứ ôm trụ để nó farm điểm á. Đó thì chiến thuật đơn giản nhất là cứ 4-5 con bự chạy vô nhà bạn quậy phá, trong khi mấy con nhỏ ở nhà thì nó cứ ôm điểm mà bạn bắn hoài thì mấy con nhỏ cũng không chết.
Đó, chiến thuật thì khá là đơn giản nhưng mà rất là khó để counter. Rồi cho anh hỏi thêm về cái khoảng mà kiểu em deal damage cho nó thì có khó không? Nếu như mà bắn chay á thì cực kỳ khó, tại vì như anh Vinh cũng nói là trừ một to hit, trừ một to wound, mà trong này mấy con này tough cũng không có phải là yếu. Đó nên là việc mà bạn bắn một lần 20 shot mà vô được một viên rồi để nó demon save nữa, chưa kể demon save nữa. Đó nên là 20 shot vô mà không có mất miếng máu nào cũng có. Thì điểm yếu của con này có thể nói là cách tốt nhất mà để gây sát thương á sẽ là mortal wound. Nhưng mà cũng chưa chắc là hiệu quả, tại vì phần nhiều mortal wound có thể là gây do phép, mà phép thì bị tờ zinh hay là deny hay là stratagem trả một CP để có thể deny 4 cộng. Nói thêm nha, con này cắt phép được, con này cắt phép được, con này cắt phép được, đều deny một hết, con kia như bị mai 3 luôn á. Đó nên là cảm thấy mà khi mà đánh với đám này là rất là no hope, rất là tuyệt vọng luôn. Thêm khoảng nữa, về khoảng nhiệm vụ thì em thấy sao? Nhiệm vụ thì có cái nhiệm vụ là Rebel, thì em không có rõ cái tên nhưng mà nó giống như là Engage on All Front nhưng mà nâng cấp. Thì cứ kiểu là cứ ba góc bàn mà có Demon thì sẽ có điểm. Rồi chưa kể là đứng ở trung tâm thì lại có điểm. Thì phần lớn á, có thể nói là 80% trận là Demon sẽ full 15 điểm cái nhiệm vụ đó luôn. Tại vì mấy cái con này thì nó tràn qua nhà của bạn rất là lẹ. Còn những con nhỏ ở nhà thì nó ôm, nó giữ, bắn hoài thì không chết. Đó nên là lúc nào trên 4 góc bàn cũng có Demon hết. Gặp Demon á, thường anh để chơi những cái nhiệm vụ như là kiểu lựa cũng khó lắm. Kiểu Renit down thì còn xài được, như Renit em down đi, nó nằm unit nè, mà em đánh con vất vả vãi trưởng. Bạn tưởng tượng bạn phải dồn hết tổng số sát thương của bạn để giết được một con trong mỗi lượt, trong khi nó chỉ cần bay vô áp quái của bạn để nó giết được 2 unit là nó đã có điểm Raiden down. Ngoài ra thì nó còn cái trò gọi là Warp Storm đúng không? Cơ chế mechanic đặc biệt của tụi Demon này, nó sẽ roll 8 viên trong mỗi command phase, sẽ lấy những viên 4 ra. Thì mấy cái viên 4 Warp Storm nó giống như cái điểm CP riêng biệt vậy đó. Nó có thể xài để kích những cái ability mà hơi bẩn như là hồi máu toàn quân. Cái kiểu vậy, trời cách phải lát rồi tùm lum tà la hết trơn á. Cái đó mình chưa có vô sâu quá đó anh em. Mình chơi thấy bình thường, mình thấy là mình đã mạnh hơn ta rất nhiều rồi. Nên mà chiến thuật chủ yếu của việc này là bạn nên dồn sát thương vào một con và một mục tiêu duy nhất cho mỗi lượt. Kiểu bạn phải giết cho hết con đó, chứ không đánh nó chết là nó đẻ trứng rồi nó còn hồi máu nữa. Nên đừng có chia đòn hay là chia sát thương, cứ dồn hết vô một con chứ đã. Đừng có tham lam đúng không? Tham lam là chết nữa các bạn. Rồi đó là phần sơ cho nên quay lại học này, thì tại sao mình nói với anh em là mua học này thật ra là cũng được, thì học tất cả học cơ bách mà cho nó đều value hết, nhưng mà quan trọng là những cái meta, những cái lối chơi hiện tại thì nó hơi thừa một tí. Thật ra mình thấy những cái list meta giờ giống như Thành nó đánh mấy anh ở đây thì toàn là ba bốn con đi mạnh thôi, rồi chừng hai quách chấp là hết rồi. Nên học này nó chủ yếu nó là chấp thôi, nó cũng không nhiều, character thì cũng ít xài. Nhưng mà nếu anh em sợ tập chơi demon á thì mình nghĩ là nên đầu tư vô quỹ là đầu tiên luôn nha. Con này nè, con này là chơi Undivide đó, không, kiểu là list nào cũng chơi nó được á thì nó khá ngon. Nhưng mà nếu mà anh em muốn chơi thuần một mắt của một gót luôn á thì anh em mua những quân của nó thì nó sẽ không, hiện giờ nó không có kiểu rồi, nó meta lắm anh em. Thật giờ là toàn thấy Belaco, xong rồi list 3 một trong hai mấy con này vô là tùm lum tà la luôn, mỗi con mỗi mạnh, vợ gặp phép thì nó giục con này vô để đi nai lại. Thì đó, thì nó có mua quỷ nhiều đi. Theo mình thấy nha, mua 4 con quỷ, hai bóc chúp đủ chơi 2k, còn 300 mấy 400 điểm không. Mua 4 con thì hết gần 1000 mấy điểm, thì còn điểm còn lại bù vô chúp thôi. Còn chưa tính là lấy đồ chơi relic này nọ bỏ điểm để còn bọn này nó có exa tuyệt á, nghĩa là nó upgrade cho nó, nên là sẽ mất khoảng 45 điểm nữa upgrade cho nó. Hiện con tương đối tầm 400 mấy điểm, khá ngon ha. Đây thôi, nói giờ cũng khá khá rồi, anh em chắc cũng sẽ hiểu sơ sơ gì đi mình đó. Còn anh em muốn biết thâm sâu hơn xíu thì chắc là lên giao lưu mình giải thích rõ hơn những cách chơi của nó ha. Rồi giờ chào tạm biệt anh em. Nếu mà anh em có cần tìm hiểu thêm về phát sành đó, comment bên dưới video nha, mình sẽ dành thời gian và làm về cái tiêu điểm đó ha. Rồi bye bye anh em. Bye bye mọi người.